Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp ngày 11 tháng 11 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử Vi tuổi Tý. Theo tử vi hôm nay của 12 con giáp cho hay, nhờ có tam hội nâng đỡ, sự nghiệp của người tuổi Tý tiến triển thuận lợi bất ngờ. Thậm chí quý nhân còn xuất hiện và giúp bạn khắc phục được nhiều vấn đề đang tồn tại từ trước tới nay. Cứ tiếp tục làm việc với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm cao, bản mệnh sẽ ngày càng nhận được sự tin tưởng của cấp trên và đồng nghiệp. Tin rằng mọi cố gắng của bạn rồi sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng trong tương lai. Thủy Vượng cho thấy trong ngày hôm nay bản mệnh cần chú ý đề phòng các bệnh liên quan đến thận, não bộ, bàng quang. Hãy chú ý đến tình hình sức khỏe của mình nhiều hơn và tốt nhất là hãy đi khám bệnh nếu thấy cần thiết. Giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu thân tị. Tử vi tuổi Giáp Tý, thuộc mệnh Kim, không nên hấp tấp vội vàng khi tiến hành công việc, cẩn trọng vì sai lầm lỡ hẹn của người khác ảnh hưởng đến lợi lộc của mình mong cầu về tiền bạc không được như ý hoặc có sự dây dưa thêm bớt tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy nếu công việc đang được tiến hành sẽ có sự bỏ dở hoặc phá ngang do có khách đến hoặc có tin tức khác làm đảo lộn ngày có nhiều biến động hoặc thay đổi do đã có dự tính trước hoặc có sự thay đổi gặp gỡ bất ngờ ngày của sự đáo hạn đến hẹn nhưng cũng gặp chắc chờ chút ít sự mong cầu về tiền bạc còn chậm dễ hao tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa nếu công việc đang được tiến hành sẽ có sự bỏ dở hoặc phá ngang do có khách đến hoặc có tin tức khác làm đảo lộn công việc ngày của sự đáo hạn đến hẹn nhưng cũng gặp trắc trở chút ít có nhiều biến động hoặc thay đổi do đã có dự tính trước hoặc có sự thay đổi gặp gỡ bất ngờ có tin vui hoặc có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn tài lộc vào nhanh ra nhanh có lộc ăn quà tặng tử vi tuổi canh tí thuộc mệnh thổ mưu sự còn bị nghẽn lối gặp trắc trở không nên tranh giành nhưng vẫn có tài lộc hoặc có tin tức tốt về công việc nhưng nếu là việc cần thiết thì nên cố gắng hoàn thành vì còn nhiều công việc ở phía sau ngày có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn hội họp gặp lại người xưa có người đi xa tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc ngày của sự đáo hạn đến hẹn nhưng cũng gặp trắc trở chút ít có nhiều biến động hoặc thay đổi do đã có dự tính trước hoặc có sự thay đổi gặp gỡ bất ngờ nếu công việc đang được tiến hành sẽ có sự bỏ dở hoặc phá ngang do có khách đến hoặc có tin tức khác làm đảo lộn công việc có tin vui hoặc có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn tài lộc vào nhanh ra nhanh có lộc ăn quà tặng tử vi tuổi sửu Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay, tỷ kiên gây rối khiến người tuổi Sửu vốn có phong cách làm việc độc lập lại càng trở nên cứng đầu cứng cổ, thậm chí là tự cô lập bản thân với bạn bè, đồng nghiệp. Một khi xác định được mục tiêu là bạn sẽ thực hiện cho kỳ được mới thôi, bất kể mọi người xung quanh nói gì. Hãy cởi mở hơn với mọi người, bởi khi gặp khó khăn, bạn mới nhận ra rằng các mối quan hệ quan trọng với mình như thế nào. Khó khăn sẽ được giải quyết nhanh chóng nếu được nhiều người chung tay góp sức. Thổ khắc thủy nhắc nhở bản mệnh quan tâm đến gia đình hơn, dù bạn có đang bận rộn cho sự nghiệp đến thế nào đi nữa. Hãy cố gắng dành một thời điểm bất kỳ trong ngày để quây quần bên các thành viên trong nhà. Giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ tuất mão, hợi. Tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim. Ngày không tốt cho mọi việc. Không nên mưu cầu hoặc giải quyết ngay các công việc quan trọng mà nên xem xét lại những việc làm của mình ở quá khứ mà có sự khiển trách, phiền lòng. Ngày có nhiều tin xấu hoặc gặp những chuyện không đâu. Tài lộc kém. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy. Ngày có nhiều sự trắc trở, khó khăn, dễ gặp rủi ro và gặp chuyện buồn. Tuy nhiên cũng không nên nản chí nếu đây là cơ hội tốt mở ra cho mình tiến lên. Cần nói lên ý kiến của mình cho mọi người biết để cùng nhau giải quyết công việc. Ngày sức khỏe không tốt hoặc có sự phân vân trước vấn đề cần giải quyết. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa nên ra đi giải quyết công việc tuy nhiên nên lấy hòa khí không nên tranh cãi giới hạn mọi việc giao thiệp không nên bối rối khi gặp những tin không tốt hoặc cần phải sửa đổi ngày có nhiều sự đương đầu với những trở lực khó khăn hoặc tâm tình bất an sức khỏe không tốt có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn quý nhân và có hao tốn tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ dù là chuyện không có lợi hay không cần thiết cũng nên ra đi khi nghe tin không tốt của đồng nghiệp bè bạn người thân không nên mong cầu những chuyện lớn lao đều khó có kết quả, có thể lại hao tốn. Việc như thế nào thì nên làm bình thường, có tin xa, tài lộc vào ra thất thường, tránh tranh cãi, bàn chuyện người không tốt. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, nên ra đi giải quyết công việc, không nên bối rối khi gặp những tin không tốt hoặc cần phải sửa đổi. Ngày có nhiều sự đương đầu với những trở lực khó khăn hoặc tâm tình bất an, sức khỏe không tốt. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, quý nhân và có hao tốn tuy nhiên cần phải cố gắng giải quyết không nên để qua ngày khác tử vi tuổi dần cục diện tương phá tác động lớn đến người tuổi dần đặc biệt là trên phương diện tình cảm những người đã lập gia đình cần phải quan tâm và tâm sự với nửa kia nhiều hơn nếu không tình cảm đôi bên sẽ dần trở nên lạnh nhạt những người còn độc thân cũng không gặp nhiều may mắn như mong muốn. Theo tử vi hàng ngày cho thấy, bạn khó tìm được người phù hợp, cho dù hiện tại bạn có đang mở lòng với mọi người. Dường như chưa có ai khiến bạn thực sự rung động. May mắn, bạn lại đang có những bước tiến vững chắc trên phương diện sự nghiệp. Tinh thần làm việc nghiêm túc, cẩn thận giúp bạn dễ dàng gây ấn tượng với cấp trên. Hãy chủ động hơn trong việc nắm bắt cơ hội, thăng tiến sẽ là chuyện nay mai thôi. Giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ quý nhân phù trợ, mùi tuất hợi. Tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy. Nên giải quyết các việc đã đến kỳ hạn. Càng để lâu thì càng gặp nhiều bất chắc, thiệt thòi, rắc rối, thị phi, việc càng nặng thêm. Hãy nên đi để giải quyết, chớ để người hoặc công việc đến với mình sẽ có nhiều bất lợi. Tử vi tuổi bính dần, thuộc mệnh hỏa. Việc vui chơi chỉ nên giới hạn hoặc chỉ nên nghỉ ngơi, từ chối. Có tin buồn, ngày có nhiều sự thay đổi không giống như mình suy nghĩ. Nên đặt nặng vào công việc, chớ nên lơ là. Nên xem xét tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn lại những công việc cũ. Sự mong cầu về tiền bạc còn chậm, khó khăn. Có sự hao tốn, nếu có chỉ là tiền vay mượn, tạm ứng. Tử vi tuổi mậu dần, thuộc mệnh thổ. Làm việc gì cũng phải có sức chịu đựng mới có kết quả. Nên cẩn trọng trong mọi việc. Dễ có sự hao tốn hoặc cực nhọc, chắc trở đưa đến hao tán. Sức khỏe không tốt, có tin buồn, chuyện vui cũng không vừa ý ngày có nhiều sự thay đổi không giống như mình suy nghĩ nên xem xét tu bổ sửa chữa chỉnh đốn lại những công việc cũ sự mong cầu về tiền bạc còn chậm khó khăn tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc có quý nhân giúp đỡ tuy nhiên nếu hành động không chu đáo sẽ gặp rủi ro phải làm lại hoặc không nên quyết định mọi việc một cách nhanh chóng sẽ gặp trở lực tin tức chậm chạp đề phòng sức khỏe không tốt hoặc có tin tức không thuận lợi về mặt sức khỏe tình cảm của mình hoặc của người thân Cẩn trọng về lời nói, văn thư, giấy tờ có sự lầm lẫn khiến mình bị ràng buộc, thị phi, sai hẹn, rời hẹn. Tử vi tuổi nhâm dần, thuộc mệnh kim. Nên cẩn trọng trong mọi việc. Dễ có sự hao tốn hoặc cực nhọc, chắc trở đưa đến hao tán. Sức khỏe không tốt, chuyện vui cũng không vừa ý. Ngày có nhiều sự thay đổi không giống như mình suy nghĩ. Nên xem xét tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn lại những công việc cũ. Sự mong cầu về tiền bạc còn chậm, khó khăn. Không nên để người khác nhúng vào chuyện của mình nên cẩn trọng khi sử dụng đồ đạc, phương tiện, di chuyển. Tử vi tuổi mão Hôm nay người tuổi mão luôn cảm thấy hăng hái và nhiệt tình khi bắt tay vào công việc. Tuy nhiên, tác động của tam hợp lại khiến bạn trở nên quá mơ mộng và lý tưởng hóa mọi việc. Các mối quan hệ xã giao của bạn phát triển tốt đẹp là do bạn luôn chân thành, nhiệt tình giúp đỡ mọi người một cách vô tư, không hề toan tính. Vì thế mà chắc chắn khi khó khăn xảy đến, bạn cũng sẽ được nhiều mọi người giang tay giúp đỡ thôi. Thủy sinh mộc cho thấy bản mệnh được sống trong một gia đình có bầu không khí rất yên bình và ấm áp. Bạn và nửa kia của mình luôn thẳng thắn mọi chuyện với nhau, nhờ vậy mà vợ chồng ngày một gắn kết tin tưởng nhau hơn. Giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ quý nhân phù trợ, sự tuất hợi. Tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy. Chớ nên nông nổi, hấp tấp dễ đánh mất uy tín của mình. Ngày có nhiều sự thị phi rắc rối, buồn phiền, khó thành công trong công việc. Dù có êm xuôi cũng gặp trở ngại rủi ro bất ngờ hoặc có người xía vào chuyện của mình gây bất hòa lùng cùng nội bộ. Gia đạo bất an, sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa. Mọi tin tức đến không nên có sự hấp tấp vội vàng âu lo, hoặc mau chóng quyết định, cũng không nên tranh cãi, phân trần, sự việc sẽ được giải quyết ở ngày khác. Ngày dễ gặp chuyện bất như ý. Đề phòng tiểu nhân, chỉ thuận lợi cho việc tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn lại những công việc cũ. Nói chung mọi việc hay có sự đảo lộn, chắc trở ngoài dự tính. Tuy nhiên vẫn có quý nhân giúp đỡ. Tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ. Nếu không phải là việc quan trọng thì nên nghỉ ngơi bày vẽ thêm nhiều chuyện chỉ gặp điều không hay hoặc không được như ý. Không nên nhúng tay hoặc bàn tán vào chuyện của người khác. Mọi việc mong cầu đều khó có kết quả. Nên tu bổ, sửa chữa, mua sắm và làm những công việc cũ. Tử vi tuổi tân mão, thuộc mệnh mộc. Có sự đi xa, di chuyển của thân nhân. Chuyện tình cảm không nên có thái độ dứt khoát vì chưa phải lúc có tiệc hoặc có khách đến. Cuộc hẹn dễ bị giang dở, chờ đợi lâu lắc. Ngày có nhiều tin tức không tốt, hoặc công việc phải làm trong sự nhẫn nại khó khăn mới có thể thành công, có kết quả. Không nên hấp tấp vội vàng thoái lui hoàn toàn không có lợi. Cẩn trọng khi đi đường hoặc di chuyển, sử dụng xe cộ, máy móc có rủi ro. Tử vi tuổi quý mão, thuộc mệnh kim. Sức khỏe không tốt, ngày nhận được tin xấu. Không nên tin vào sự xét đoán của mình, sự việc sẽ không đúng như suy nghĩ. Việc đi lại nên cẩn trọng hoặc hay phải rời hẹn trong sự gặp gỡ. Có sự hư hại về đồ đạc vật dụng cần phải mua sắm tu bổ. Nhà có hỷ sự, có khách hoặc có tin, có ăn uống, quà tặng hoặc được mời, có tài lộc, có sự giúp đỡ của quý nhân. Tử vi tuổi Thìn. Kiếp tài gây ra những tác động không tốt đối với người tuổi Thìn bạn có thể vướng phải rắc rối mâu thuẫn với bạn bè hoặc đồng nghiệp hãy tự đánh giá lại bản thân mình trước khi lên án người khác có thể chính bạn là người đang mắc lỗi sai trong công việc bạn là người nhiệt tình thẳng thắn nhưng lại quá cứng đầu luôn thích làm theo ý mình mà không để tâm đến cảm nhận của người khác nếu cứ tiếp tục thế này bạn sẽ ngày càng vướng phải nhiều rắc rối hơn thổ khắc thủy cũng khuyên con giáp này cần phải bình tĩnh hơn khi nói chuyện với nửa kia cho dù đôi bên có đang bất đồng ý kiến Bản mệnh đừng khăng khăng với ý kiến cá nhân, hãy dành thời gian để lắng nghe những điều người ấy nói. Giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ tất dậu thân. Tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa. Chuyện tâm tình, tình cảm chỉ nên để cho một mình hay biết, sẽ có người không tốt nhúng tay vào chuyện này. Nên bỏ qua mọi dư luận, cũng không nên tranh cãi. Có tin xa, có chuyện bực mình, hoặc có trở ngại trong việc mong cầu. Tử vi tuổi bính thìn, thuộc mệnh thổ. Chuyện tình cảm không nên hấp tấp, có sự chậm trễ. Trong sự qua lại, giao thiệp chớ nên nói quá lời hoặc xen vào chuyện của người khác, có điều không hay. Có tin tức về sự thay đổi về công danh cũng như tình cảm, hoặc ngày có sự hẹn ước, định kỳ. Nên có sự tu bổ, sửa chữa, mua sắm về nhà cửa, đồ đạc. Có cuộc đi ngắn nhưng cũng không đem lại kết quả gì, hoặc không thể đi được. Tử vi tuổi mậu thìn, thuộc mệnh mộc mọi việc mong cầu cần phải dựa vào sức hoặc uy tín của người khác thì mới thành công. Tuy nhiên mọi sự đều phải sòng phẳng để tránh sự mít lòng về sau. Nên di chuyển, đi xa. Ngày có nhiều công việc đến dồn dập cũ cũng như mới, hoặc có nhiều người đến hoặc có nhiều tin tức. Nên thanh toán những gì mình còn dính líu ở quá khứ, hoặc nên giải quyết cho xong những việc đã kéo dài từ lâu. Hao tài về giao thiệp, chữa bệnh. Tử vi tuổi canh thìn, thuộc mệnh kim. Dù gặp sự thuận lợi cũng nên chậm rãi, vừa làm vừa thăm dò. Không nên có sự vồn vã về tình cảm khiến cho người khác nghi kỵ. Cần đắn đo trong việc giao hẹn, đính ước, soạn thảo giấy tờ. Có tin xa tốt xấu lẫn lộn. Tử vi tuổi nhâm thìn, thuộc mệnh thủy. Không nên quá tính toán về chuyện tiền bạc, nếu có thì nên chia sẻ. Mọi việc mong cầu cần phải dựa vào sức hoặc uy tín của người khác thì mới thành công. Tuy nhiên mọi sự đều phải sòng phẳng để tránh sự mít lòng về sau nên di chuyển đi xa, nên thanh toán những gì mình còn dính líu ở quá khứ, hoặc nên giải quyết cho xong những việc đã kéo dài từ lâu. Hao tài về giao thiệp ăn uống, giải trí, chữa bệnh. Tử vi tuổi Tỵ. Cục diện tương xung khiến người tuổi Tỵ quá kiêu ngạo, không ý thức được hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp của mình bạn mệnh dễ gây mất lòng thậm chí là tổn thương những người xung quanh mình một cách vô ý bạn cũng có thể sẽ trải qua một ngày vất vả do ôm đồm quá nhiều công việc muốn đạt được thành công bạn không nên quá nóng vội tốt nhất là cứ chậm mà chắc bạn vốn là một người thông minh có trí tiến thủ vì vậy nếu muốn khẳng định vị thế hãy biết tận dụng và phát huy điểm mạnh của mình cùng với đó nếu là người làm ăn bạn không nên quá tham lam chạy theo cách làm giàu không chính đáng giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, sửu, thân. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa. Ngày xung của buồn mạng, ngày có nhiều âu lo, ưu phiền, có sự trái ý, gặp nhiều áp lực trở lực. Nên đề phòng rủi ro tai nạn, có tin xa hoặc có người dự tính việc ra đi, không nên dính líu đến chuyện thị phi, công việc của người, làm ơn mắc oán. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ. Ngày xung của buồn mạng, có nhiều công việc đến cần phải lo âu giải quyết hoặc phải hao tốn về sửa chữa mua sắm. có cuộc đi ngắn nhưng nên cẩn trọng có sự trắc trở hư hại. mọi việc chỉ nên tiến hành bình thường. bày vẽ thêm sẽ gặp nhiều rắc rối hoặc có những sự việc xảy ra không đúng như dự tính. không nên nhúng tay vào chuyện công danh tình cảm của người khác. tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc, ngày xung của bổn mạng. Mọi việc đi lại hoặc tiến hành công việc đều nên cẩn trọng, hay gặp rủi ro, trở ngại, rắc rối, cần phải bỏ sức ra nhiều. Đề phòng có người dòm ngó vào chuyện của mình, hoặc gặp chuyện thị phi, nói xấu, tranh cãi, có tin buồn. Sức khỏe không tốt, đề phòng rủi ro tai nạn, bày vẽ thêm sẽ gặp nhiều rắc rối, hoặc có những sự việc xảy ra không đúng như dự tính. Tử vi tuổi Tân Tỵ, thuộc mệnh Kim. Ngày xung của bổn mạng nếu có toan tính việc đi xa di chuyển hoặc tiến hành công việc không nên e ngại sự trắc trở không đúng hẹn không đúng với dự tính mọi việc sẽ có kết quả và có quý nhân bè bạn giúp đỡ tuy nhiên nếu đã thành công thì không nên tiến thêm dù là chuyện tình cảm cũng vậy tài lộc tốt tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy ngày xung của buồn mạng đề phòng có người dòm ngó vào chuyện của mình hoặc gặp chuyện thị phi nói xấu tranh cãi có tin buồn sức khỏe không tốt đề phòng rủi ro tai nạn mọi việc chỉ nên tiến hành bình thường. Bày vẽ thêm sẽ gặp nhiều rắc rối, hoặc có những sự việc xảy ra không đúng như dự tính. Không nên nhúng tay vào chuyện công danh, tình cảm của người khác. Tử vi tuổi ngọ Thủy khắc hỏa, người tuổi ngọ rất dễ chiến tranh với nửa kia vì những quan điểm bất đồng. Vợ chồng dù hiểu nhau đến mấy cũng không tránh khỏi những khi lục đục, những lúc như thế này, đôi bên lại càng cần bình tĩnh để trò chuyện hơn. Khi chiến tranh lạnh đã nổ ra, dù là ai đúng ai sai, bản mệnh cũng nên chủ động làm hòa. Vợ chồng cùng sống dưới một mái nhà, mâu thuẫn kéo dài chỉ khiến bầu không khí thêm căng thẳng, mang tới ảnh hưởng xấu cho tất cả các thành viên mà thôi. Ngược lại, trên phương diện sự nghiệp nhờ được thiên ấn che trở nên bạn dễ đạt được thành tích cao trong các ngành nghệ thuật, nghiên cứu, dịch vụ. Đây là lúc bạn nên nắm bắt cơ hội trước mắt mình, đừng để thời cơ trôi qua đáng tiếc. Giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ Tuất Mão dần. Tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim. Không nên tranh giành chuyện tình cảm hoặc cố chấp lấy quan niệm của mình và tranh cãi. Có tin xa, hao tài về đám tiệc hẹn ước, công việc phải cực nhọc mới có kết quả, nên kiên nhẫn. Nếu thấy việc êm xuôi, coi chừng có sự thiếu sót, lầm lẫn, hoặc bị người chê bai, kích bác ngấm ngầm. Tử vi tuổi bính ngọ, thuộc mệnh thủy. Có cuộc đi ngắn hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Dễ hao tài, tốn kém về đi lại giao dịch, mua sắm. Nếu có ai nhờ mình thay thế hoặc gánh vác trách nhiệm thì cũng nên rè dặt hoặc mình phải chịu hao tốn. Cho nên nếu vì tình cảm, ân nghĩa thì nên tiến hành, nếu không như vậy thì chỉ nên góp ý kiến. Tử vi tuổi mậu ngọ, thuộc mệnh hỏa. Nên tỏ bày ý định của mình cho mọi người hiểu. Dễ có sự trách oán hoặc gặp chuyện trắc trở, buồn phiền. Có tài lộc nhưng cũng dễ hao tán. Nếu có ai nhờ mình thay thế hoặc gánh vác trách nhiệm thì cũng nên rè rặt hoặc mình phải chịu hao tốn. Cho nên nếu vì tình cảm, ân nghĩa thì nên tiến hành, nếu không như vậy thì chỉ nên góp ý kiến. Có chuyện vui, có tin xa, hoặc có sự gặp gỡ. Tử vi tuổi canh ngọ, thuộc mệnh thổ. Di chuyển đi xa không có kết quả. Có tin xa, có đám tiệc, ngày có nhiều sự lo âu, phải bôn ba cực nhọc, khó có kết quả như ý muốn. Mọi tin tức mong cầu đều không tốt ngoài dự tính của mình, có sự phật lòng, hoặc bật tin tức. Có tài lộc nhưng dễ hao cho các công việc về tu bổ, sửa chữa, giúp đỡ người thân, bè bạn, hoàn nợ. Tử vi tuổi nhâm ngọ, thuộc mệnh mộc. Về công việc hãy mạnh dạn nêu lên ý kiến của mình. Nếu có ai nhờ mình thay thế hoặc gánh vác trách nhiệm thì cũng nên rè rặt hoặc mình phải chịu hao tốn. Hoặc nếu công việc của mình có gặp trở ngại cũng nên nhờ người khác giúp đỡ, gỡ rối. Có tài lộc, có chuyện vui, có tin tức ở xa, hoặc có sự gặp gỡ. Tử vi tuổi mùi, tuổi mùi phải giữ đầu óc hết sức tỉnh táo trong ngày phải chịu tác động xấu của tỷ kiên như hôm nay, bởi chỉ cần lơ là thiếu tập trung một chút thôi là bạn rơi vào bẫy của kẻ tiểu nhân ngay. Song nếu có thể giữ vững quan điểm và chính kiến của mình thì bạn không cần phải sợ bất cứ kẻ nào. Bạn hoàn toàn có đủ khả năng để vượt qua những trắc trở xuất hiện trước mắt. Hãy coi những vấn đề gặp phải như một thử thách để bạn khẳng định bản thân mà thôi. Ngày 7 âm lịch nhân thần ở phía trong khớp cổ chân, khí sung và xương bánh chè tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này. Giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, mão, ngọ. Tử vi tuổi ất mùi, thuộc mệnh kim. Có tin buồn về sức khỏe của thân nhân, bè bạn, hoặc có tin xấu về chăn nuôi, súc vật. Ngày của sự đáo hạn, định kỳ, đến hẹn. Hao tài về mua sắm, tiệc tùng, giao thiệp. Có lộc nhỏ. Tử vi tuổi đinh mùi, thuộc mệnh thủy. Sức khỏe không tốt, có nhiều chuyện buồn phiền trong lòng, gia đạo bất an, nên nhẫn nại nếu công việc có gặp sự trắc trở hoặc có những vấn đề về tình cảm khó giải quyết. Trong việc giao thiệp nên cẩn trọng về lời nói, dễ bị hiểu lầm hoặc nghe được những lời than phiền về những chuyện không đâu. Chỉ nên nghỉ ngơi, không nên mưu tính sẽ khó có kết quả. Tử vi tuổi kỳ mùi thuộc mệnh hỏa. Nên nhẫn nại nếu công việc có gặp sự trắc trở hoặc có những vấn đề về tình cảm khó giải quyết sẽ có quý nhân giúp đỡ hoặc có cơ hội. Sức khỏe không tốt, có tin buồn gia đạo bất an trong việc giao thiệp nên cẩn trọng về lời nói dễ bị hiểu lầm hoặc nghe được những lời than phiền về những chuyện không đâu chỉ nên nghỉ ngơi không nên mưu tính sẽ khó có kết quả tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ có tin tức đi xa của thân nhân hoặc bè bạn có cuộc gia đi ngắn hạn nhà có tiệc tùng hoặc được mời dự tiệc có lộc ăn có sự tu bổ sửa chữa hoặc mua sắm tài lộc trung bình ngày có nhiều công việc bận rộn về giao thiệp, xử thế khiến cho tiến trình làm việc đễ bị đứt đoạn, và hao tài. Tử vi tuổi quý mùi, thuộc mệnh mộc. Sức khỏe không tốt, ngày nhận được tin xấu. Không nên tin vào sự xét đoán của mình, sự việc sẽ không đúng như suy nghĩ. Việc đi lại nên cẩn trọng hoặc hay phải rời hẹn trong sự gặp gỡ. Có sự hư hại về đồ đạc, vật dụng cần phải mua sắm, tu bổ. Nhà có hỷ sự, có khách hoặc có tin. Có ăn uống, quà tặng hoặc được mời. Có tài lộc có sự giúp đỡ của quý nhân. Tử vi tuổi thân Cục diện tương hại khiến người tuổi thân phải trải qua một ngày không mấy yên ổn. Những chuyện thị phi không đáng có do kẻ tiểu nhân cố tình tạo ra có thể khiến những ai không hiểu rõ về bạn sẽ hiểu lầm bạn. Khi rơi vào tình huống ấy, bản mệnh đừng quá nóng nảy và vội vàng tìm cách phản bác bởi trên thực tế thì lời nói suông cũng chẳng đem lại nhiều ích lợi. Hãy dùng những hành động cụ thể để chứng minh sự thực bởi cây ngay không sợ chết đứng. May mắn có Kim Sinh Thủy, mệnh chủ luôn nhận được sự tin tưởng và ủng hộ hết mình của nửa kia. Vì vậy, đừng ngại ngần tâm sự với người ấy, dù có gặp phải bế tắc hai người có thể cùng nhau tìm ra cách giải quyết. Giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ quý nhân phù trợ tí thìn dậu tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy nên hoàn trả nợ nần dù đó là chuyện tiền bạc hay là về tình cảm mối giao hảo này nên giữ lâu dài dù giữa mình và họ có hai lối sống khác biệt nhau trong công việc nên bỏ ngoài tai mọi dư luận thị phi hãy giữ lấy ý kiến của mình tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa nếu thấy khả năng của mình có thể đảm đương thì nên mạnh dạn đảm trách bằng ngược lại thì nên chờ vào một dịp khác tiến lên có điều không hay, dù sao cũng nên tự hoạch định cho mình một hướng đi mới. Không nên bàn bạc chỉ nên giữ kín. Không nên e ngại sự hao tốn về tiền bạc cũng như thời gian sẽ có kết quả tốt hoặc được quý nhân giúp đỡ về ý kiến hoặc về vật chất. Tử vi tuổi mậu thân, thuộc mệnh thổ. Có sự thuận lợi trong việc thay đổi phương hướng kế hoạch tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn, tốt hơn là giữ nguyên tình trạng cũ. Không nên e ngại sự hao tốn về tiền bạc cũng như thời gian, sẽ có kết quả tốt. Trên tình cảm nên cẩn trọng về lời nói, cũng như công việc không nên tin vào kinh nghiệm vì có nhiều chuyện xảy ra không đúng với ý nghĩ. Hao tài về giao thiệp, giải trí, vui chơi. Tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh Mộc. Việc đến như thế nào thì làm như thế ấy. Tình cảm vui vẻ, có tin xa, ngày có lộc nhỏ hoặc có lộc ăn, quà cáp dự tiệc. Việc làm gặp quý nhân hoặc công việc dễ dãi thuận lợi. Có cuộc đi ngắn hoặc có sự sửa chữa tu bổ, mua sắm về đồ đạc trên tình cảm không nên đặt nặng vào một người hay một công việc có sự trách oán có người không đồng ý về chuyện làm của mình tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim nếu có người đề nghị hoặc giúp đỡ thì nên việc thay đổi phương hướng kế hoạch tu bổ sửa chữa chỉnh đốn tốt hơn là giữ nguyên tình trạng cũ không nên e ngại sự hao tốn về tiền bạc cũng như thời gian sẽ có kết quả tốt trên tình cảm không nên hấp tấp cũng như công việc không nên tin vào kinh nghiệm vì có nhiều chuyện xảy ra không đúng với ý nghĩ Tử vi tuổi dậu Kim sinh thủy, mối nhân duyên của người tuổi dậu còn độc thân khá tốt đẹp. Bản mệnh thể hiện được sức hút của mình trước đám đông và lọt vào mắt xanh của nhiều đối tượng tiềm năng. Nếu đã có gia đình, bạn luôn tin tưởng nửa kia, cho dù có bất cứ điều gì không hay xảy ra. Bạn biết rằng sự tin tưởng là một trong những yếu tố quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ vợ chồng, khiến đôi bên vững vàng trong sóng gió thực thần nâng đỡ giúp việc làm ăn của bản mệnh có dấu hiệu phát triển tốt nhất là với ai đang làm nghề tự do. Bạn có thể tìm được những hợp đồng hoặc những mối hợp tác hứa hẹn. Hãy tiếp tục phát huy điểm mạnh của mình. Giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ tỵ, sửu, thìn. Tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy. Không nên tranh giành chuyện tình cảm hoặc cố chấp lấy quan niệm của mình và tranh cãi. Có tin xa, hao tài về đám tiệc, hẹn ước công việc phải cực nhọc mới có kết quả nên kiên nhẫn nếu thấy việc êm xuôi coi chừng có sự thiếu sót lầm lẫn hoặc bị người chê bai kích bác ngấm ngầm tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa ra đi bất lợi ngày có nhiều sự hư hại hoặc gặp sự trắc trở khó khăn cực nhọc cho công việc cần thiết trong nhà hoặc trong công sở sức khỏe không tốt có tin buồn mọi việc đều khó hoàn tất dễ gặp chuyện trái ý nên nghỉ ngơi tu bổ, chỉnh đốn lại những công việc cũ, hoặc có sự gặp gỡ, đám tiệc có lộc nhỏ hoặc quà tặng lộc ăn. Từ vi tuổi kỳ dậu, thuộc mệnh thổ. Mọi việc đều khó hoàn tất dễ gặp những chuyện trái ý. Nên nghỉ ngơi tu bổ, chỉnh đốn lại những công việc cũ. Có sự gặp gỡ và hao tốn về giao thiệp, ngày có nhiều sự hư hại hoặc gặp sự trắc trở khó khăn, cực nhọc cho công việc cần thiết trong nhà hoặc trong công sở. Sức khỏe không tốt, có tin buồn, có tài lộc hoặc có quà tặng tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc việc đến thì nên cố gắng làm cho hoàn tất sức khỏe không tốt cẩn trọng khi đi lại di chuyển ngày có đám tiệc có sự gặp gỡ ngày nhận được nhiều tin không tốt về công danh tình cảm tài lộc không nên nhúng tay vào chuyện người hoặc hấp tấp quyết định cho họ đều sai lầm có lộc nhỏ hoặc quà tặng có người đi xa có tin xa tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim mọi việc đều khó hoàn tất dễ gặp những chuyện trái ý nên nghỉ ngơi tu bổ chỉnh đốn lại những công việc cũ có sự gặp gỡ và hao tốn về giao thiệp ngày có nhiều sự hư hại hoặc gặp sự trắc trở khó khăn cực nhọc cho công việc cần thiết trong nhà hoặc trong công sở sức khỏe không tốt có tin buồn có tài lộc nhưng hao tốn về giao thiệp tu bổ mua sắm tử vi tuổi tuất kiếp tài ngáng chờ con đường sự nghiệp của người tuổi tuất dù luôn cố gắng làm việc nhưng bạn vẫn có thể phải chịu ánh mắt nghi ngờ rèm pha của mọi người xung quanh có thể những kẻ xấu bụng đang tìm mọi cách để hạ bệ bạn dù bức xúc thế nào đi nữa bạn cũng chớ nên hành động thiếu lý trí vì như vậy chỉ khiến cho những kẻ tiểu nhân thêm phần đắc ý vì dần đạt được mục đích mà thôi hãy rèn luyện sự kiên nhẫn để chờ đợi thời cơ khẳng định bản thân mình thổ khắc thủy khuyên con giáp này cần phải quan tâm nhiều hơn nữa tới con cái của mình Đừng để đến khi mối quan hệ của mình và các con đang dần trở nên xa cách mới cảm thấy hối hận. Hãy bớt thời gian cho công việc và dành nhiều thời gian hơn người thân của mình. Giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, thân dần ngọ. Tử vi tuổi Giáp Tất thuộc mệnh Hỏa. Có nhiều sự thay đổi hoán cải trong công việc, nếu công việc đã xong cần phải xem xét lại sẽ có điều thiếu sót hoặc nảy sinh thêm vấn đề khiến phải sửa chữa làm lại, bị khiển trách. Có tin tức về sức khỏe, tình cảm của thân nhân, bè bạn. Ngày chủ thị phi, phê bình, làm ơn mắc oán, buồn phiền. Chuyện tình cảm đã đến lúc bị kết thúc, phá ngang. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi bính tuất, thuộc mệnh thổ. Nếu không phải là chuyện của mình thì không nên vướng vào. Có nhiều sự bất hòa, bất mãn, chắc trở khó khăn trong nội bộ người thân, bè bạn, đồng sự. Do đó, công việc khó có sự trôi chảy, hay gặp trở ngại, bị bỏ dở, dễ có sự sai sót. Ngày không nên quyết định những chuyện lớn. Tử Vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc. Nếu công việc đã xong thì phải xem xét lại, làm gì cũng không nên để mình bị ràng buộc áp lực, rất dễ có những chuyện xảy ra làm đảo lộn tình thế khiến mình phải lo toan. Có cuộc đi ngắn, ngày không nên quyết định mọi chuyện chưa phải là lúc kết thúc. Không nên bày vẽ thêm nhiều chuyện dễ hao tốn, tuy nhiên cũng gặp quý nhân giúp đỡ hoặc có chuyện vui. Tử Vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim tất cả mọi việc có liên quan đến giấy tờ văn tự đơn xin phải cực nhọc mới có kết quả nên cẩn trọng có sự sơ sót hư hại lùng cùng ngày thuận lợi cho việc tu bổ sửa sang bỏ những việc hoặc đồ đạc cũ có tài lộc có tin vui của bè bạn thân nhân ở xa làm gì cũng nên tự mình giải quyết mới có kết quả không nên tin vào người khác tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy ngày có sự đáo hạn đến hẹn định kỳ dù là chuyện tốt hay xấu cũng vậy nên chấp nhận và tìm phương hướng giải quyết tuy nhiên làm gì cũng không nên để mình bị ràng buộc áp lực rất dễ có những chuyện xảy ra làm đảo lộn tình thế khiến mình phải lo toan có cuộc đi ngắn không nên bày vẽ thêm nhiều chuyện dễ hao tốn tuy nhiên cũng gặp quý nhân giúp đỡ có chuyện vui tử vi tuổi hợi do những ảnh hưởng xấu của cục diện tự hình người tuổi hợi dễ có những tư tưởng bi quan và tiêu cực nếu đã là người trưởng thành bạn nên học cách đối diện với sự thật và đừng tìm cách đổ lỗi cho người khác mệnh chủ là người nhanh nhẹn và quyết đoán tuy nhiên đôi khi bạn lại quá nóng vội đưa ra những quyết định không chính xác có thể đây chính là một trong những nguyên nhân khiến bạn khó gặt hái được thành công hơn người khác nếu có kế hoạch xuất hành trong ngày hôm nay, bản mệnh nên đi về hướng Đông Nam để gặp hỷ thần hoặc Tây Bắc để gặp tài thần. Đây là hai hướng tốt nhất trong ngày, đem lại nhiều may mắn, giúp công việc của bạn gặp được nhiều điều thuận lợi. Giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ tí, sửu, mùi. Tử vi tuổi ất hợi, thuộc mệnh hỏa. Ngày tuổi của bổn mạng. Dễ có sự hiểu lầm hoặc làm ơn mắc oán. Không nên nhúng tay vào chuyện người mọi việc nên để tự nhiên và cũng không nên bày vẽ thêm nhiều chuyện dễ gặp sự phiền lòng, hao tốn. Tử vi tuổi đinh hợi, thuộc mệnh thổ. Ngày tuổi của bổn mạng, nên dùng tình cảm để giải quyết mọi việc, không nên có sự đương đầu. Nếu có thể giải quyết công việc bằng sự hao tốn tài lộc thì cũng nên. Sự việc chớ để kéo dài thêm nữa. Hao tốn về giao thiệp hoặc gặp gỡ thân nhân, bè bạn, tu bổ, sửa chữa, mua sắm. Tử vi tuổi kỷ hợi, thuộc mệnh mộc nên nhẫn nại nếu công việc có gặp sự trắc trở hoặc có những vấn đề về tình cảm khó giải quyết sẽ có quý nhân giúp đỡ hoặc có cơ hội sức khỏe không tốt có tin buồn gia đạo bất an trong việc giao thiệp nên cẩn trọng về lời nói dễ bị hiểu lầm hoặc nghe được những lời than phiền về những chuyện không đâu chỉ nên nghỉ ngơi không nên mưu tính sẽ khó có kết quả tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim ngày tuổi của bổn mạng có tin tức sa thải nghỉ việc thuyên chuyển ưu phiền rắc rối xung đột bệnh tật tai nạn giữa mình và người thân bè bạn trong công sở hoặc trong gia đạo có tin thay đổi chỗ ở văn phòng nơi kinh doanh ngày có nhiều bất lợi mọi sự đều phải cẩn trọng đừng vì tự ái bất mãn khó khăn mà làm liều sẽ có sự thiệt thòi có tin buồn tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy ngày tuổi của bổn mạng mọi việc nên cẩn trọng có tin buồn mọi việc đều nên nhẫn nhịn sức khỏe không tốt nên dùng tình cảm để giải quyết mọi việc không nên có sự đương đầu nếu có thể giải quyết công việc bằng sự hao tốn tài lộc thì cũng nên sự việc chớ để kéo dài thêm nữa hao tốn về giao thiệp hoặc gặp gỡ thân nhân bè bạn tu bổ sửa chữa mua sắm cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại